Ngày 2 tháng 10 năm 2021, chốt kiểm soát COVID-19 trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã được lực lượng chức năng cho tháo dỡ. Nơi này cũng đã không còn cảnh người dân tập trung về quê gây ùn ứ kẹt xe. Chốt kiểm soát này được đặt trên quốc lộ 1 gần giao lộ Bùi Thanh Khiết. Người dân về các tỉnh miền Tây khi qua đây còn được các cán bộ chiến sĩ công an thị trấn Tân Túc phát nước và bánh mì miễn phí. Riêng chốt chính trên quốc lộ 1 đoạn giáp với địa phận tỉnh Long An vẫn được duy trì và người dân di chuyển về quê ở các tỉnh miền Tây bằng phương tiện xe máy cá nhân vẫn được phép lưu thông qua đây. Trong khi đó, tại chốt kiểm soát Long An giáp thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cũng xả chốt. Theo cán bộ trực chốt phía Long An, các trường hợp là dân địa phương, xe mang biển số tỉnh Long An khi qua chốt, người dân sẽ phải khai báo y tế, địa điểm đi và đến. Người dân các tỉnh khác qua chốt vẫn lưu thông bình thường. Trước đó, các chốt kiểm soát nội đô đã bắt đầu được lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức và các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh tháo bỏ từ ngày 30 tháng 9. Được nới lỏng giãn cách, cả ngàn người dân các tỉnh miền Tây đã tự phát di chuyển bằng xe máy trên quốc lộ về quê. Khi đến khu vực chốt chặn đoạn qua thị trấn Tân Túc thì kẹt lại, không thể đi tiếp. Trong sáng ngày 1 tháng 10, các ban ngành đoàn thể cùng cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã bàn giải pháp giải quyết, thống kê số lượng người dân có nhu cầu về quê cho xét nghiệm nhanh COVID-19 và bố trí xe đưa những người này về quê theo từng tỉnh thành.